Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Và đây chính là Hyundai Santa Fe 2024 hoàn toàn mới. Và mẫu xe này sẽ có mức giá lần lượt bắt đầu từ 1 tỷ 069 triệu cho tới 1 tỷ 365 triệu cho phiên bản cao cấp nhất. Vậy thì trong video này chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhanh chiếc Hyundai Santa Fe 2024 có những gì nhé. Đầu tiên thì cụ thể hơn về mức giá cũng như là phiên bản của Hyundai Santa Fe 2024. Giờ đây chúng ta đã được bỏ đi phiên bản máy dầu và có 4 phiên bản máy xăng. Đầu tiên là phiên bản Hyundai Santa Fe Exclusive có mức giá là 1 tỷ 069 triệu. Phiên bản thứ hai là Hyundai Santa Fe Prestige có mức giá là 1 tỷ 265 triệu. Và chúng ta giờ đây có 2 phiên bản máy 2.5 có tùy chọn 7 chỗ và 6 chỗ có mức giá là 1 tỷ 315 triệu. Và đứng ngay cạnh tôi đây là phiên bản cao cấp nhất là Hyundai Santa Fe Calligraphy 2.5 Turbo có mức giá là 1 tỷ 365 triệu phiên bản cao cấp nhất. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn chi tiết hơn vào chiếc Hyundai Santa Fe này. Vì đây là phiên bản cao cấp nhất, vậy nên là trên chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản Calligraphy này được trang bị rất là nhiều option. Đầu tiên là chúng ta có bộ nhận diện mới này. Ở phần đầu xe có chữ H được kết nối với nhau ở phần đầu là một dải đèn LED kéo dài sang phía bên kia. Có nhiều tin đồn cho rằng là đây sẽ là cái ngôn ngữ thiết kế, cái xu hướng tiếp theo của các dòng xe của Hyundai sẽ có cái bộ nhận diện như thế này ngoài chiếc Santa Fe này ra. Tiếp theo đó chính là chúng ta có chiếc Palisade chẳng hạn. Rồi ở dưới này chúng ta vẫn sẽ được trang bị cảm biến trước, có camera trước cũng như là Hyundai Radar ở trong hệ thống Hyundai Smart Sense thì anh em cũng đã biết rồi. Có một cái đặc biệt là về kích thước của chiếc xe này. Kích thước của chiếc xe này thì anh em sẽ được tăng thêm là khá đáng kể so với thế hệ trước đây. Ví dụ như là trục cơ sở của chiếc Hyundai Santa Fe 2024 sẽ được tăng lên tới là hơn khoảng 50mm. Khá là rộng. Tôi cũng đã có được ngó qua một chút về nội thất của chiếc Hyundai Santa Fe 2024 là chúng ta sẽ có khoang nội thất rộng rãi hơn, thoải mái hơn và đặc biệt là hàng ghế thứ ba có thể ngồi được. Và phần đầu xe của chiếc Hyundai Santa Fe này thì chúng ta có một cái khe gió ở đây, khe hút gió. Khe hút gió bây giờ đây thì sẽ được đóng mở tùy vào cái chế độ lái của anh em. Khi mà chúng ta khởi động thì chắc chắn là khe gió sẽ đóng để cho máy có thể nóng nhanh hơn để tránh cái việc mà gió lưu thông vào quá nhiều. Còn khi mà chuyển chế độ lái chúng ta cần một sức mạnh nhiều hơn, cần hút nhiều gió hơn để turbo có thể đẩy mạnh chiếc xe lên thì rõ ràng khe gió sẽ mở ra và chúng ta sẽ có một cái vị trí hút gió tốt hơn. Đấy, tùy vào chế độ lái nha anh em nhé. Và kể cả những chi tiết ở phía bên cạnh đầu xe như này, bên hông này thì anh em có thể nhìn thấy cái khe hút gió này. Đây là khe hút gió thật nhé, chứ không phải là làm cho đẹp đâu. Đấy, khe hút gió thật. Và cái chiếc Hyundai Santa Fe mặc dù được thiết kế hình hộp nhưng mà chúng ta vẫn có cái hệ số cản gió rất là thấp, thấp hơn cả so với đời trước. Và theo như hãng công bố thì cái chỉ số cản gió này tương đương với một mẫu sedan. Và khoảng sáng gầm xe của chiếc Hyundai Santa Fe khi mà nhìn ở ngang này cũng rất là cao này. Tuy nhiên thì cái khoảng sáng gầm xe tôi nhớ không nhầm sẽ thấp hơn so với phiên bản trước đây. Giờ đây chỉ còn là 177mm mà thôi. Đúng với cái tên Calligraphy của phiên bản 2.5 Turbo này thì chúng ta có bộ mâm Calligraphy luôn. Đấy, cái này là đời trước là anh em phải mất công là đi mua tận bên nước ngoài về độ để lắp cho Santa Fe. Còn bây giờ thì chúng ta đã được trang bị sẵn bộ mâm này rồi. Kích thước rất là lớn luôn. Kích thước là 245R21. Đấy, mâm 21 inch. Rất đẹp, rất to. Và đây là một cái tính năng mà Hyundai giới thiệu rất kỹ của Hyundai Santa Fe ở 2024. Đó chính là chúng ta có một cái vị trí, trông thì rất lạ nhưng thực ra đây là cái vị trí mà chúng ta có thể bóc tay vào đây, sau đó dẫm lên đây, lốp xe, đứng lên trên nóc, đấy, để chằng đồ, chứa đồ. Và Hyundai Santa Fe họ cũng giới thiệu rằng là bây giờ đây, cái giá nóc của Santa Fe 2024 là một cái giá nóc cực kỳ tốt, có thể chịu trọng tải lên tới là 100 cân, 100 cân nha anh em hoàn toàn có thể yên tâm lắp những cái giá nóc hay là những cái giá để đồ ở bên trên để có thể chằng đồ, vali rồi những cái phụ kiện mà anh em mong muốn để chúng ta có thể đi camping, đi chơi đường dài, đi đông người chẳng hạn. Ví dụ chúng ta ngồi đủ full 7 hàng ghế thì chúng ta chắc chắn là phải có cái vị trí để chúng ta chằng đồ ở bên trên. Đấy, rất là tiện, cái này hay phết anh em ạ. Đây, khi mà đứng ở cái vị trí ngang xe và ở phần góc đuôi, khi mà anh em nhìn lên như này, nhìn chiếc Hyundai Santa Fe 2024 nhìn rất lực. Và với cái phong cách thiết kế mới, đó chính là theo cái ngôn ngữ thiết kế hình hộp ấy, thì rõ ràng nó sẽ đem lại cái không gian ở bên trong rất là rộng rãi, thoáng đãng. Và đặc biệt là tôi ngó qua và có thể thấy được là cái hàng ghế thứ ba của Hyundai Santa Fe 2024 là có thể ngồi được nhé, có thể ngồi được. Đấy, một lát nữa thì tôi sẽ ngồi thử cho anh em xem. Đây là phần đuôi xe của chiếc Hyundai Santa Fe 2024 này. Đây là cái vị trí mà có lẽ rằng nhiều người đang đắn đo nhất ở trên Hyundai Santa Fe 2024. Khi nhìn góc nghiêng, khi nhìn ở phần đầu xe thì rất là đẹp rồi, nhưng
ở phần đuôi xe này trông nó hơi cấn cấn một tí. Tôi vẫn chưa quen mắt lắm với phần đuôi xe này của Hyundai Santa Fe. Đấy, phần đèn hậu này vẫn được xuyên suốt cái cách làm đèn chữ H ở phần đầu xe. Nhưng mà đấy, anh em đẹp xấu nào thì tùy anh em nhé. Còn với Santa Fe thì cái cách làm hình hộp này thì nó sẽ có một cái lợi thế. Khi mà phần cốp phẳng là chúng ta sẽ có một không gian để hành lý bên trong cực kỳ rộng rãi, kể cả là hàng ghế thứ ba đã được nâng lên. Có một cái điểm mà tôi nhìn thấy ngay ở đây đó chính là năm nay thì chúng ta có thêm một cái camera ở phần cánh đuôi gió này. Đấy, phần camera cánh đuôi gió khác so với phần camera ở phía dưới thì anh em biết rồi. Cái này nó sẽ hiển thị ở trên phần gương chiếu hậu ở bên trong của Hyundai Santa Fe 2024. Thì lát nữa tôi sẽ vào và show cho anh em xem. Đấy, gạt mưa các thứ cũng được đặt rất cẩn thận này. Dấu ở bên trên này. Cốp thì chắc chắn rồi là cốp điện. Có một cái lưu ý là tôi nhìn không nhầm thì đây, cái xi nhan của Santa Fe 2024 vẫn được đặt thấp ở phía dưới này. Đấy, vẫn là thấp ở phía dưới này. Có lẽ rằng là anh em khi mà mua về chắc lại phải độ lên ở phía trên thôi, bởi vì cái phần đặt ở phía dưới này nó hơi thấp. Đây là phần cốp của Hyundai Santa Fe 2024 khi mà đã gập hàng ghế thứ ba, xuống. Santa Fe sẽ có cái nút để đóng mở ghế của hàng ghế thứ hai. Khi mà ấn vào nút này thì hàng ghế thứ hai sẽ gập xuống. Đấy, đây anh em có thể nhìn thấy hàng ghế thứ hai của Hyundai Santa Fe sẽ đang gập xuống đây. Hoàn toàn là sử dụng bằng điện. Ở phía sau này, đây chúng ta sẽ kéo bằng tay thôi. Hàng ghế thứ ba sẽ kéo bằng tay. Trông có vẻ ngồi được đấy nhá. Trông có vẻ ngồi được đấy. Rộng hơn, chiều dài cơ sở dài hơn. Kích thước tổng thể cũng to lớn hơn so với trước. Chắc chắn là hàng ngày sẽ ngồi được. Rồi bây giờ sẽ mời anh em vào trong khoang nội thất của Hyundai Santa Fe 2024. Chúng ta cùng khám phá tiếp. Wow, tiếng đóng cửa thích thật, chắc nình nình. Đây là không gian nội thất mới của Hyundai Santa Fe 2024, rất hiện đại, tương lai và thay đổi hoàn toàn so với thế hệ trước. Đầu tiên chúng ta hãy đi từ trái qua phải nhé, trái qua phải đi, lấn lượt, không thì sẽ bị bỏ lỡ mất. Cho vị trí để đồ thì như đã chia sẻ với anh em rồi là có rất nhiều vị trí để đồ. Rồi thì ở đây hàng nút bấm. Giờ đây chúng ta sẽ có nhớ vị trí thì đương nhiên là những thứ rất cơ bản. Được giờ đây thì được đặt ở trên cánh cửa này. Rồi có đèn viền nội thất này. Đặc biệt ấn tượng ở đây là chúng ta có một cái màn hình đôi mới khác so với thế hệ trước, là chúng ta có màn hình được trang bị lên tới là 12.3 inch. 12.3 inch anh em nhé. Ở đây như một cái màng loa vậy. Tôi không biết đây có phải loa hay không, nhưng mà ở đây có một cái như một cái màng loa, nhưng mà chắc không phải. Đặc biệt hai gian giờ tắt đi này, tắt xi nhan đi này. Đây, cái vị trí hai cái tròn vòng tròn này thì quá quen thuộc với nhà Hyundai rồi. Khi mà xi nhan bên nào thì sẽ mở camera ở bên gương đó lên để chúng ta dễ dàng quan sát. Màn hình giải trí trung tâm rồi đây cũng đã có giao diện mới cực kỳ mượt đấy anh em nhé, rất mượt luôn, rất mượt. Có Apple CarPlay không dây, cực kỳ mượt. Rồi khu vực phía dưới là khu vực mà có lẽ rằng nhiều anh em rất là mong chờ nhất trên Hyundai Santa Fe 2024, đó chính là chúng ta đã được thay đổi quá nhiều nút bấm ở trên bản cũ. Thay giờ đây chúng ta đã có nút vật lý chỉnh điều hòa này, rất trực quan, có thể ấn thẳng vào đây để chọn cái mức gió, cái mức đấy, rất là tiện này. Tắt sinh bật sinh ở bên này cũng có này, rồi các cái chế độ điều hòa ở đây cũng có này. Đấy, nút tăng giảm âm lượng thì ở đây này, media ở trên đây. Giờ đây cái nút chuyển chế độ lái đã chuyển sang dạng gọi là gạt. Đấy, ấn ở giữa thì sẽ chuyển sang chế độ địa hình, ấn ở đây thì sẽ chuyển sang drive mode. Cái nút đây có nhiều cái nút chức năng khác, cả mở camera 360 các thứ thì anh em biết rồi. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có cổng sạc giảm type C, rồi thì sạc không dây. Giờ có hai sạc không dây nhé, hai sạc không dây. Rồi ở phía dưới này chỗ để cốc cực kỳ to, có thể để những cốc rất là to mà anh em tự mang đi. Đây là một cái mà vẫn được trang bị ở trên Hyundai Santa Fe 2024 mà nhiều anh em rất thích, đó chính là cái để gạt tàn, để gạt tàn. Nhưng mà tôi thấy là nhiều anh em không phải là hút thuốc mà thích cái này, mà anh em thích để chìa khóa. Những chìa khóa nhà thì có nhất anh em vứt vào đây nó rất là gọn. Không phải vì hút thuốc nha anh em nhé. Đây là cái gương có tích hợp camera ở phía sau phần đuôi mà tôi đã chia sẻ với anh em khi mà anh em gạt lên phát. Đó, có thể nhìn thấy đằng sau đang có những cái gì. Và những chức năng khác ở đây thì có thể tùy chỉnh, ví dụ như độ sáng của gương để phù hợp vào ban tối hay là buổi sáng.
Và đây là cái góc nhìn. Anh em có thể nâng lên này, hạ xuống này, có thể quan sát ở phía sau, kể cả như là người ngồi ở phía sau cả ba hàng ghế hay là hành lý của anh em cao, anh em không thể nhìn vào cái gương này được, không phải nhìn ở gương thường được. Thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng cái gương điện này có camera thì có thể quan sát ở phía sau, rất là tiện lợi. Đây, vị trí cần số mới của Hyundai Santa Fe tương tự như chiếc Ioniq 5, giờ đây đã được chuyển ở phần phía sau vô lăng. Có thể tùy chỉnh đây, vặn như này anh em sẽ là chuyển số này, P sẽ ở đây này. Cái này nó sẽ giúp anh em khi mà di chuyển, chuyển số hay là thao tác nó sẽ dễ dàng hơn và tiện lợi hơn khi mà anh em đang cầm vô lăng như thế này. Còn cái cần số khi mà đặt ở yên ngựa ấy, nó sẽ giúp cho cái phần yên ngựa này nó được gọn gàng hơn và nó sẽ để thêm được nhiều chức năng khác nữa, thay vì là có một cái không gian diện tích của cần số. Rồi, như Hyundai Santa Fe tôi đã chia sẻ xuyên suốt từ đầu video tới bây giờ là chúng ta có rất nhiều vị trí để đồ. Ví dụ ở hộp ở dưới đây vẫn được làm giữ nguyên này. Chúng ta có một cái vị trí để được rất nhiều đồ này. Và giờ đây, như các mẫu SUV luôn là chúng ta có một cái vị trí để đồ ở đây. Đấy, anh em hoàn toàn có thể nhét những vật dụng nhỏ nhỏ ở đây. Pin sạc dự phòng hay là những cái vật mà anh em muốn để vào trong này. Rất là tiện này. Ở dưới này thì đương nhiên rồi, sẽ có một cái vị trí để đồ ở đây. Đặc biệt hơn nữa là phần phía sâu trong này, anh em ví dụ người ngồi bên cạnh nhé, hoàn toàn có thể để đồ. Đây, điện thoại có thể để ở phần trong này luôn. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Cái form ghế của Hyundai Santa Fe mới thì như anh em đang thấy này, rất là đẹp, tôi thấy rất thích cái form ghế mới này. Và nội thất màu đen, ngồi rất thoải mái luôn, rất sướng. Tuy nhiên thì để mà nói là ôm người thì với cái thể trạng người Việt Nam thì tôi thấy nó hơi rộng. Nhưng mà ngồi thì thích rồi, nhưng mà hơi rộng. Rồi, cái hộp bệ tì tay này cũng là một cái điểm nhấn ở trên Hyundai Santa Fe được giới thiệu rất là kỹ. Nên chính là chúng ta có thể mở được hai kiểu đằng trước hay là người ngồi sau có thể mở được. Đó, vậy đây là người ngồi sau hoàn toàn có thể lấy cái đồ ở trong này mà không cần phải nhờ tới người đằng trước. Hệ thống âm thanh Bose thì đã chia sẻ với anh em rồi, cửa sổ trời. Bây giờ cửa sổ trời sẽ được tách ra làm đôi. Ở đây thì chúng ta sẽ có cửa sổ trời đơn ở đây cho hàng ghế phía trước, còn hàng ghế phía sau sẽ là một phần cửa sổ khác. Và một cái trang bị nữa ở trên phần ghế của chiếc Hyundai Santa Fe đó chính là chúng ta có bệ đỡ bắp chân, nhưng mà chỉ được trang bị ở hàng ghế đầu thôi anh em nhé, còn hàng ghế sau thì sẽ không có. Đó, rất hiện đại. Nói chung là Hyundai Santa Fe bây giờ được trang bị rất nhiều option, cực kỳ nhiều option luôn. Đây anh em ạ, đây là cửa của chiếc Hyundai Santa Fe mới đây, anh em mình có thể nhìn thấy đây. Cực kỳ dày luôn anh em ạ, dày khủng khiếp luôn, tính mỗi cái phần kim loại đến cái phần ốp này, nhựa da này, cực kỳ dày luôn và cửa đóng rất là chắc. Tôi rất mong chờ vào cái việc khả năng cách âm của mẫu xe này khi mà có một cái thân vỏ khá dày. Đấy, kính thì kính một lớp thôi, kính một lớp. Có thêm một ô kính này, kính này đây là một cái phần kính rất là to nên để tôi nghĩ rằng là để đảm bảo an toàn họ phải chia ra làm hai khu vực, một khu vực có thể hạ được kính này, một khu vực thì sẽ giữ nguyên như thế này và có rèm che nắng chỉnh cơ. Ở hàng ghế thứ hai ở cái phiên bản 6 ghế này thì chúng ta còn có cả chức năng sưởi. Theo tôi rằng nếu mà đổi sang cái chức năng làm mát thì sẽ ok hơn đấy, ok hơn là chức năng sưởi. Ở hàng ghế thứ hai này khi mà ở phiên bản 6 ghế chúng ta vẫn sẽ có chỉnh điện này, ngả ghế, chế độ ngả ghế này. Vẫn sẽ có này. Rồi thì đây là một cái nút để có thể ghế có thể tự trượt lên. Đặc biệt giới thiệu với anh em một cái chức năng mà để cho hàng ghế thứ ba được ra vào thuận lợi hơn là chúng ta chỉ cần có một nút bấm ở trên vai ghế. Ấn một cái, ghế tự trượt lên. Anh em thấy ai chưa? Đấy, như thế này là người ở phía hàng ghế thứ ba có thể ra vào một cách nó tiện lợi. Mà khi chúng ta ấn lại thì ghế sẽ tự động ngửa lại thôi. Đó, rất là hay. Đây, hàng ghế thứ hai của chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản 6 chỗ. Thì đây, chỉnh điện các thứ thì như lúc nãy đã chia sẻ với anh em rồi. Ngồi thì rất thoải mái, có bệ tì tay riêng. Và ở đây chúng ta sẽ có tích hợp cổng sạc Type-C này, tương tự như trên Sportage hay Tucson chẳng hạn, cũng tương tự. Đây, cái hộp nhé, khi mà mở ra hàng đằng sau thì nó sẽ như thế này nhé. Anh em hoàn toàn có thể lấy đồ một cách rất dễ dàng. Hộp này, ui trời ơi, nó sâu anh em ạ. Này vẫn để được chai nước ấy. Chai nước lùn lùn đấy là để được ấy, anh em ạ. Vị trí ở giữa này, vị trí ở giữa nhô khá cao thì cái này nó là trục chuyển động rồi, vì chúng ta có hệ dẫn động S-Track mà,
dẫn động bốn bánh là tần thời gian. Còn đây cửa sổ trời ở phía trên, đây gọi là kính trời nhìn chuẩn anh em ạ. Kính trời bởi vì cái kính này sẽ không mở ra được và chúng ta chỉ có rèm kéo vào thôi. Ok, được mà. Ngồi rất thoải mái, rộng rãi, khoảng sáng đầu còn rất nhiều luôn, rất thoải mái. Đây là vị trí hàng ghế thứ 3 của chiếc Hyundai Santa Fe 2024. Thì như anh em thấy rằng là cái vị trí hàng ghế thứ 2 đã được đẩy kịch về phía sau mà tôi vẫn có thể ngồi được, tôi cao 1m, khoảng 1m7. Đấy. Nhưng đây là ngồi hàng ghế thứ 2, ngồi rất phè phỡn đấy anh em nhé. Còn nếu mà chỉ cần đẩy lên một chút thôi, khoảng 5-10cm gì đấy thôi là hàng ghế thứ 3 này hoàn toàn có thể ngồi được. Khác so với cái phiên bản thế hệ trước là hàng ghế thứ 3 của Santa Fe chúng ta gần như là không thể sử dụng được. Đấy. Tựa lưng này, rồi độ ngả ghế này vẫn ok. Đằng sau này chúng ta vẫn sẽ có cái vị trí chỉnh gió, mức gió, điều hòa rất là mát. Rồi có cổng sạc taxi, có vị trí để cốc, nói chung là tiện nghi ở đây rất là ok. Và đặc biệt hơn nữa ở một cái vị trí đó chính là cái ô cửa kính ở hàng ghế thứ 3. Cực kỳ thoáng, người ngồi đây sẽ không bị bí và không bị khó chịu. Đây là một cái vị trí mà tôi đánh giá cũng rất cao ở trên Santa Fe 2024. Đây là khoang động cơ của chiếc Hyundai Santa Fe 2024. Và giờ đây chúng ta chỉ còn hai phiên bản động cơ ở tại thị trường Việt Nam, đó chính là máy 2.5 hút khí tự nhiên và 2.5 turbo. Đây là động cơ turbo này và sẽ cho ra công suất là 281 PS và 422 Nm mô-men xoắn. Đó, rất là mạnh luôn. Rồi, về phần vận hành như thế nào thì có lẽ rằng chúng tôi sẽ đưa đến cho anh em một cái video chi tiết khác ở trên kênh YouTube của máy xe nhé. Rồi, tổng kết lại thì anh em thấy sao về chiếc Hyundai Santa Fe 2024 và đặc biệt là với mức giá bắt đầu từ 1 tỷ 069 triệu cho tới 1 tỷ 365 triệu cho phiên bản cao cấp nhất Calligraphy 2.5 Turbo. Anh em đừng quên để lại bình luận ngay phía dưới nhé. Đón chờ những video tiếp theo của máy xe.